còn dương. Tình nhân mỹ tho cái bè Gò Công tâm phương, giật miếu xây cầu đường về bến tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến xa xưa, xe ta bong bóng trên cầu Mỹ Thuận gió đường. Tre Vĩnh trà phú đón chào mời nhau bánh tên, xa đến trang người điêu dấu hấp người chào chi. Quá dễ thương đi phải không thưa quý vị. Xin cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt. Trời ơi, cô bé Thanh Ngân Nhí ơi đến đây nè rồi. Nó nghe nè con, cô Thanh Ngân á không có cười vậy. Cô Thanh Ngân điềm đạm hơn. Chú ơi, mà chú chọc con cười mà hiện chi con cười quá trời luôn á chú. Trời đất ơi, tôi chưa có chọc cái gì hết trơn á. Chứ có chồng mà biết yêu. Cái này là ba chồng ngược lại tôi rồi. Trời ơi, dễ thương quá Thanh Ngân ơi. Trời ơi, Thanh Ngân này dễ thương nè, nhỏ nhắn xinh xắn là con Thanh Ngân này vạm vỡ quá. Hồi nãy bởi vì nhạc lớn nè ha, rồi nhiều cô chú múa xung quanh con, mà người nghe không có rõ. Hồi giờ không có nhạc nè, con hát không lại cái câu giọng cổ đó cho mọi người nghe được không? Dạ được. Rồi, mời con. Từ chối đằng sau lời trao chân thật, từ chối đằng sau vị ngọt đã quê mình. À, bây giờ thì chúng ta hãy nghe các cô chú giám khảo nhận xét nha. Và mời chú Hoài Linh. Con dễ thương quá trời. Chú thích cái giọng cười của con. Cặp lên. Đâu bây giờ Luân thử cười một mình coi. Rồi thôi bỏ đi Luân. Ừ. Vậy em vậy là hết rồi đó. Cái lúc con hát mặt con nhìn rất là tươi tắn. Cái giọng hát của con đó, nó rất là miền Tây. Giống như con đang giới thiệu cho mọi người về tất cả những cái đặc sản, tất cả những cái tình người của miền Tây. Con có duyên quá à, thiệt. Ủa chứ cũng có duyên mà, với hai cô cũng có duyên mà cô. À nhưng mà đều cái này là chú đang khen con nha. Ý là con khen lại à? Dạ. Cảm ơn con. Về cái sự kết hợp thì thật sự ra thì giọng của bé và giọng của Luân á thì nó khác nhau. Tuy nhiên là hát được với nhau như vậy thì thấy là một cái sự nỗ lực của một cái huấn luyện viên dành cho một thí sinh nhí. Và hy vọng là con sẽ tỏa sáng hơn nữa nhé. Dạ con cảm ơn chú. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Dạ, và trước khi mời vị giám khảo tiếp theo thì xin góp ý với chị Thanh Ngân. Mặc áo dài không ai ngồi vậy trơn á. Ngồi sao? Ngồi cho bé làm mẫu coi nè. Đó, đó, ít ra phải vậy chứ áo dài đâu mà ngồi như mặc quần đùi vậy. Trời con ơi, nhiều khi con cười không có lý do đó con. Rồi bây giờ cứ hy về suốt chương trình đó hả? Dạ không.
Dạ xin mời giám khảo Hồng Vân ạ. Trời, ở cái tiết mục này á, không biết là mọi người có cảm nhận giống như là cô Vân hay không, mà tại vì á, bé Bảo Ngọc á, nó xinh xắn quá đi mà. Ôi khen cũng cười. Khen cũng cười. Khen cũng cười luôn. Con có khi nào ở nhà con khóc không? Dạ không. Vậy thôi đúng rồi đó. Lúc mà con quá trang vậy nè, xong con hát á, con giống cô Thanh Ngân lắm, tại cô Thanh Ngân đẹp nè mà thùy mị nết na, chỉ khi nào con dừng hát con cười thì mới không giống thôi. Trời ơi, ta nói em bé miền Tây nào mà cũng giống như Bảo Ngọc á thì là chắc là mọi người xuống miền Tây du lịch dữ lắm á. À, cười nữa đúng không? Cảm ơn Luân. Thực ra nếu mà tách em ra đó thì em rất là đẹp gái đó, nhưng mà cáp em vô với Ngọc thì em bị thua cái nét đẹp phụ nữ quá nhiều. Em rất là nam tính. Dạ, cảm ơn chị. Điều đầu tiên đó là cô khen hai chú cháu tiết mục vừa rồi rất là dễ thương, em đóng giả một người phụ nữ cũng rất là duyên dáng đấy. Cô bắt đầu thấy rất là mê điệu cười của con, tức là đây là một cô bé 7 tuổi, và với tất cả những cô bé 7 tuổi thì đôi khi cái cười không có lý do, bởi vì nó trong sáng như thế, cái gì cũng có thể cười được, đấy là cái điều hay nhất. Và con thì sẽ cứ giữ mãi được cái điệu cười trong sáng như thế, một điệu cười của cô bé 7 tuổi. Cứ như thế nhá. Dạ, xin cảm ơn cô. Xin cảm ơn giám khảo Mỹ Linh. Và thưa quý vị khán giả, nếu như quý vị bị cô bé 7 tuổi Bảo Ngọc này chinh phục thì hãy nhắn tin bình chọn cho cô bé này với mã số là 04. Chúc mừng Phan Ngọc Luân và Bảo Ngọc.